Trong ngày thứ bảy cuối tuần, thời tiết chủ đạo của tỉnh tiếp tục duy trì nắng hanh khô, trời không mưa. Về đêm và sáng sớm, tiết trời se lạnh. Diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh như sau. Phía bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía bắc huyện Xuyên Mộc. Trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 29 đến 31 độ, độ ẩm 76 đến 81%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía nam huyện Xuyên Mộc. Ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 75 đến 80%. Huyện Côn Đảo ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, nhiệt độ 28 đến 30 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Hải Văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo hôm nay có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió có hướng thay đổi, tốc độ nhẹ, biển bình thường. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 14 tháng 1 năm 2023. Nước lớn, mức cao nhất 370 cm vào lúc 19:30 và nước ròng mức thấp nhất 170 cm vào lúc 12:30.